đây, chỗ nào Hà Nội đấy? Rồi vào chỗ ngồi nhiều tí. Này, tối nay lên Hà Nội đi bar với bọn anh nhá. Bọn bạn của anh toàn những đứa sang trọng. Kiểu gì cô em cũng được vào những chỗ đắt tiền. Xinh đẹp mỹ miều như cô em đi qua đêm chắc cũng được khá khá tiền đấy nhở. Này, anh em nói cho đàng hoàng nhá. Anh đừng có mà thấy tôi không nói gì là anh được đà nhá. Tôi là chỉ hiền với Bụt, chứ không hiền với cái loại ma như anh. Chỉ nói thế thôi, đi thì đi, không đi thì thôi. Làm gì mà ghê gớm đấy. Nhìn cái gì mà nhìn? Lạ à? Nhìn đây này, lạc trôi này, sợ chưa? Còn ai không lên xe lốt đi? Anh ơi, xe đi chưa anh ơi? Đầu thế nhỉ? Này, làm đi không? Này, anh mất lịch sự nó vừa vừa thôi. Làm gì có áp suất trên xe? Tôi sẽ gọi nhà xe lên tống cổ anh xuống. Anh Hải ơi, không cấm tôi. Rồi, anh cứ đợi đấy. Chả có xe là cấm hút thuốc cả. Anh Hải, rồi sao vậy Hà ơi? Lên đây trên xe có cái hút thuốc này. Xin được chào anh. Anh vui lòng không hút thuốc vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là những hành khách trên xe anh nhé. Anh, nhà khách ô hô đã có quy định ở trên kia và nếu mà anh muốn hút thuốc thì vui lòng anh ra ngoài. Quy định khỉ rõ thì đấy nhở. Theo quy định của pháp luật, hành khách mà hút thuốc trên xe nơi công cộng sẽ bị phạt từ 100 đến 300 nghìn đồng. Mong anh thông cảm. Anh hút thuốc thì mời em xuống xe anh nhé. Anh đẹp trai, đưa em xuống có được không? Dạ vâng, mời anh ạ. Anh đi. Ba D mà cũng để rủ đi ba, còn lạc trôi đi ô tô nhớ ô hô.